người thì vẫn người xong thì vẫn vờ vào người anh ấy. Ngửi xong rồi muốn vờ người thôi á. Thế thì chết thật. Nghe bạn thấy cảm thấy nó thế nào? Nó có dùng được mùa hè không? Hay là nó cái này? Hay là nó dùng trong mùa đông? Bốn mùa. Ngoài nó dễ chịu đúng không? Dễ chịu. Nếu mà trong thang điểm 10 khoảng tầm bạn chấm nó tầm mấy điểm chai nước hoa này? Chắc 11 điểm. 11 điểm thôi. Mình cảm ơn nhé. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Kiên. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là một chai nước hoa mình khá là ưa thích và nó đã có đủ quần áo của mình khoảng tầm hơn 8 năm rồi. Và nó luôn là lựa chọn của mình mỗi khi ra đường. Chai nước hoa mình muốn nói tới đó là Chris Aventus. Mình hay gọi vui đó là ông hoàng của mùa hè. Tại vì mình nghĩ là chưa có chai nước hoa nào chiếm được cái tình cảm của mình nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy nói qua về lịch sử của nhà Chris nhé. Được thành lập vào năm 1760, có nguồn gốc từ Pháp và hoạt động tại Anh, thì nhà Chris đã hoạt động được khoảng gần 260 năm và qua 6 thế hệ kế tục khác nhau. Thì hiện nay Chris đang là nhà sản xuất mùi hương cho các nhân vật quyền quý tại nước Anh. Nhắc tới Chris thì không ai không thể nhắc tới Aventus. Aventus được ra mắt vào năm 2010 và nó nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên thị trường nước hoa và được cả thế giới công nhận. Và đến nay thì nó vẫn chưa hề hạ nhiệt. Chris Aventus mở đầu bằng một lớp hương hoa quả, cụ thể đó chính là mùi dứa chín, táo xanh và chanh quyện với một chút khói, mang lại một cảm giác khá là độc đáo, mới lạ và có chút gì đó bí ẩn. Ẩn sâu dưới cái lớp hoa quả quyện khói đó là long diên hương đặc trưng của nhà Chris. Thêm một chút rêu sồi mang lại một cảm giác khá là mạnh mẽ, nồng nàn và quyến rũ. Thì cái cảm giác của mình khi xịt chai nước hoa này ra đó chính là mình có thể hình dung ra một người đàn ông thành đạt, giàu có, quyền lực, mạnh mẽ, quyến rũ và có chút gì đó bí hiểm, khiến cho người khác luôn luôn phải nhìn theo và muốn khám phá. Về cái độ tuổi khuyên dùng thì mình nghĩ là tầm ngoài 25 tuổi thì các bạn sử dụng là hợp lý nhất. Còn nếu mà bạn trẻ hơn và muốn dùng Chris Aventus thì nó sẽ như kiểu bạn mặc một chiếc và bạn mặc một suit, nó không vừa vặn vậy. Nó sẽ không toát lên được toàn bộ cái thần thái của chai nước hoa này. Về cái độ bám tỏa của chai nước hoa này thì chai nước hoa này bám trên da mình khoảng tầm 8 đến 10 tiếng. Đó là một con số khá ấn tượng và tỏa hương khoảng tầm hơn một cánh tay. Đặc biệt là khi bạn vận động nhiều hay là bạn ở trong một cái thời tiết nó khá là nắng nóng thì cái mùi hương của Aventus sẽ tỏa lên khá là nồng nàn. Mình sử dụng chai nước hoa này đến nay đã gần 8 năm rồi và mình có nhận được rất nhiều lời khen như kiểu là mùi hương của em nó rất là thơm, nó rất là độc đáo. Chị chưa ngửi bao giờ nhưng mà thực sự là khi đã ngửi rồi chị không thể nào dứt ra được. Và thậm chí là nhiều người còn nhờ mình mua hộ chai nước hoa này để tặng cho chồng, cho người yêu. Trên thì mình xin phép không chấm điểm chai nước hoa này, tại vì khi mình đã thích rồi, mình đã yêu nó rồi thì mình sẽ chấm điểm nó không được, không bằng cho lắm. Vậy nếu ai đã từng sở hữu Chris Aventus, hãy nêu cảm nhận của bản thân, chấm điểm của mình và nêu ra những câu hỏi mà bạn muốn hỏi để mình có thể làm thêm một cái video nó nói về những cái scandal xung quanh chai nước hoa này nhé. Và đừng quên like, subscribe cho kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.